Video này thì mình tiếp tục hướng dẫn mọi người làm con chuột bằng lá dừa nha. Rồi, cọng lá dừa này thì mình sẽ róc những phần cứng bỏ nha. Cái phần này á mình sẽ giữ lại để một hồi mình sẽ làm râu cho nó nha. Rồi, mình đã góp ranh như gì? Mình sẽ tiến hành là mình vuốt gì nè, cho nó bung hai cái đá nó ra. Con chuột đó là thân hình dài, nên mình sẽ làm cái kiểu thân hình dài ha. Đây, mình lấy một cọng gì nè. Mình sẽ luồn dưới ha, luồn dưới vậy nè, rồi vòng lên trên đây đó, bẻ ra song song gì. Rồi cọng này á là mình sẽ xỏ qua đây nè. Cái này mình sẽ vòng qua đây, nó lòn xuống đây. Hôm nay nè, mình sẽ xỏ qua cái lỗ này. Đây nó có một cái lỗ này nè, là mình lấy cái cọng này mình xỏ qua nè. Rồi mình xỏ qua là mình bắt đầu mình sẽ kéo ha, kéo cho nó căng đều ra. Chuột này á mình làm á, nhìn thấy bạn nhìn sẽ rất là giống luôn. Mình làm thì rất là nhiều người khen, khen con chuột này làm rất là giống. Mình chạy show ở mấy trường học đó, thì tất cả mọi người, thầy cô giáo đều khen. Nói chung là có người khen là mình có động lực làm. Rồi, nó đã căng như thế này thì mình sẽ tiến hành là mình sẽ cố định, mình đặt lên đây nè, xỏ qua. Đó, đây cũng vậy, mình cố định cho chắc đi rồi mình hãy tạo dáng nha. Đó, chắc hai đầu nè. Rồi, con chuột á thì nó có cái đuôi dài nha. Mình đi lấy cái bấm. Bấm cái đuôi này nè. Mình cắt đuôi nó cái gì. Đó, ra cái đuôi. Rồi, nay mình sẽ còn để ý này nè, nó ở bên đây á là mình sẽ tạo cái vòng gì nè, nên mình sẽ kiếm cái chân cái miếng như thế này nha, mình sẽ gọc ngay. Bạn để ý bạn làm theo nha. Rồi mình sẽ xỏ vào cái gì.
mình lấy cái bấm mình bấm lại, rồi mình bẻ cái cong cái chân lên nè, con chuột nó sẽ nằm theo chiều vừa như nè, chân nó sẽ cong cao lên đó. Phía bên đây á thì mình sẽ rọc cái trên này nè, tiếp tục mình xỏ xuống. Đó. Ở đây mình sẽ bấm lại, chân mình cũng bẻ cho nó cong lên luôn. Đó. Nó hình sao là cơ bản rồi nha. Rồi tới mình sẽ tạo cái đầu cho nó nè. Mình cầm hai lá luôn nha, hai lá cặp đôi như nè. Mình sẽ bẻ về trước. Đó. Mình sẽ bẻ về trước gì? Mình bớt chắc đi. Rồi, mình sẽ luồn vô trong rồi. Ở đây cũng bẻ vô trong rồi. Đó. Như vậy rồi thì mình lấy nên là cái cọng này nè. Phía bên đây thì mình để bẻ gì đây, đó. Gập xuống, gập xuống gì á thì mình bắt buộc là mình phải bên đây là mình sẽ gập, gập ở giữa này nè, để mình ta mình xỏ cái đầu này qua. Xỏ vậy nè, kéo xuống. Rồi cái này cộng đây mình sẽ bẻ ngược lại về bên kia. Đó. Thì ở đây nó có sẵn rồi, mình chỉ xỏ thôi, mình chứ không cần gạch ngang nữa, xỏ qua thôi. Đó. Cơ bản cái đầu nó nhọn nhiều phải không? Rồi cộng dư này nè, mình kéo lên bấm lại, cắt ngang ngắn lại, chân chuột thì ở trước nó ngắn thôi, ở bên đây cũng vậy, bẻ lên này, mình bấm lại. Đúng rồi này. Như vậy rồi thì mình sẽ cái chân mình sẽ tạo dáng cái chân nó trước. Chuột đó mình sẽ là có ba cái ngón nè, ba ngón trước nè, để mình cắt là cho nó có ba cái ngón nè. Rồi đó. Tạo như gì nè, tiếp tục bên đây cũng vậy. Đó. Hai chân trước xong rồi, hai chân sau nè, hai chân sau thì chân nó cũng có ba ngón vậy đó, mình cũng làm tương tự luôn. Hai chân đều giống như nhau. Rồi mình tạo xong nè, cơ bản là xong nha. Rồi bây giờ là mình sẽ gắn lỗ tai. Cái lỗ tai đó thì bây giờ mình sẽ tiến hành làm nha. Hai một đoạn, hai đoạn khúc giống gì nè, mình sẽ lặp lại gì đó.
để mình cắt một lần một á, để cho nó giống nhau, cho nó đều với nhau. Đó, mình cắt chọn như đầu tay nó thì mình sẽ làm, mình gạch một lần như ở trên nè. Đó, bên đây cũng vậy luôn. Cái mí này nè mình sẽ gắn hướng về trước. Đó. Bên đây cũng gắn vậy luôn. Rồi công đoạn này nè, mình sẽ bẻ cho cái lỗ tai của nó. Đó, rộng ra. Rồi lấy cái bấm mình sẽ bấm tạm vô một cái. Đó. Phía bên này cũng vậy luôn. Cái rộng. Rồi lấy cái bấm bấm vô. Thế có lúc tay dụng cái gì nè. Rồi công đoạn này gần hoàn thiện rồi nha. Mình sẽ lấy hai cọng này nè, mình cắt một đoạn ngắn thôi. Tiếp theo á là mình xỏ lấy cái cây nè, mình xỏ đầu trên này nè một cái lỗ. Rồi hai cái cọng mình vừa cắt xong á, mình sẽ xỏ qua, mình sẽ gặp lại gì, lấy cái bấm mình bấm ngang đó, cắt cho nó đều. Ừ. Rồi công đoạn cuối cùng là vẽ mắt cho nó là sẽ hoàn thiện rồi. Chấm đen rồi, như vậy là mình đã hoàn thành cái con chuột ha, bằng lá dừa nha. Mọi người thấy hay thì hãy cho mình một like và một lượt đăng ký ha. Cảm ơn tất cả mọi người.